Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử người mẫu Kim Cương, vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Kim Cương là một người mẫu, diễn viên người Việt Nam. Cô là người đã giành giải bạc của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2008. Cô sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi đang học trung học năm thứ 2, Kim Cương đã phải nghỉ học để đi bán vé xe, kiếm tiền phụ giúp với cha mẹ. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt ăn ảnh, cô đã được một chủ tiệm ảnh ở Cần Thơ khuyên nên gửi ảnh tham dự các cuộc thi hoa hậu về ảnh. Mặc dù chưa thành công với cuộc thi nhan sắc, thế nhưng Kim Cương lại may mắn được giám đốc công ty người mẫu PN Thanh Long chú ý đến. Khi bước chân vào làng người mẫu, thu nhập của Kim Cương rất khá. Sau đó, cô gửi hồ sơ đăng ký cuộc thi Hoa hậu biển Vũng Tàu nhưng đã không thể lọt vào top 10. Được đánh giá là một người mẫu tiềm năng và sự nghiệp người mẫu của Kim Cương cũng đang phát triển rất tốt. Nhưng sau đó, cô đã biến mất khỏi các show diễn. Có nhiều thông tin cho rằng cô đã lên xe hoa về nhà chồng nhưng không biết chú rể là ai. Vào năm 2010, Kim Cương tái xuất làng giải trí Việt và tuyên bố đã có con trai được 6 tháng tuổi. May mắn thứ hai trong cuộc đời của Kim Cương là khi cô được đạo diễn Lưu Huỳnh chọn vào vai nữ chính của bộ phim Dục Vọng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014 thì cái tên Kim Cương mới thật sự hot khi cô và nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc công khai hẹn hò. Thời điểm bấy giờ, Kim Cương và Ưng Hoàng Phúc là hai cái tên được tìm kiếm nhiều nhất của làng giải trí Việt và cũng nhận được nhiều sự bàn tán. Tuy vậy, cả hai vẫn chung sống nhiều năm, đăng ký kết hôn vào năm 2015 và làm đám cưới vào năm 2018. Năm 2016, vợ chồng cô đón con trai nặng 3,3 kg, đặt tên là Quốc Minh, gọi thân mật ở nhà là Johnny. Từ khi sinh con, Kim Cương đã bỏ nghề người mẫu, lui về làm hậu phương cho chồng. Cô bước sang tuổi 30 với cuộc sống viên mãn nên nhan sắc mặn mà, hoàn thiện hơn. Đầu tháng 2 năm 2019, Kim Cương mang bầu em bé thứ 3. Cô khoe được chồng khen là vợ xinh đẹp suốt thai kỳ. Gần sinh, cựu người mẫu tăng 20 kg, mệt mỏi vì ốm nghén nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Nam ca sĩ sinh năm 1981, Ưng Hoàng Phúc tiết lộ thêm, lúc quen biết, vì chưa tiện nói ra việc mình đã từng lập gia đình và có con riêng nên Kim Cương vẫn giấu. Cho đến một ngày, Kim Cương kể hết câu chuyện của mình. Ưng Hoàng Phúc hơi bất ngờ nhưng không sốc. Anh vẫn chấp nhận và dành tình yêu cho người phụ nữ mình đã xác định sẽ cưới làm vợ. Nam ca sĩ quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, do đó anh không bao giờ soi xét hoặc áp đặt cách hành xử với con riêng theo số đông. Anh thường lựa chọn cách hành xử riêng của mình là dựa theo tính cách, nhận thức và hoàn cảnh của gia đình. Ưng Hoàng Phúc bộc bạch, thời gian anh quen với Kim Cương, con trai riêng của cô đang ở cùng với bà ngoại dưới quê, và khi hai người kết hôn với nhau, vợ chồng anh mới đón bé lên ở chung. Thời gian đầu mới chung sống, con riêng của Kim Cương có vẻ khá ngại ngùng, rụt rè và hơi sợ anh. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tâm sự thêm rằng, với con riêng của vợ, anh thường không dùng lời mà chứng minh tình cảm bằng hành động. Bởi đôi lúc nói lời yêu thương với con chưa chắc đã cảm nhận hết. Chỉ khi hành động, con sẽ cảm nhận rõ rệt hết tình yêu thương của mình. Cũng theo Ưng Hoàng Phúc, bé ở chung với vợ chồng anh từ năm 4 tuổi, đến nay đã 12 tuổi. Trong 8 năm chung sống với nhau, anh rất ít khi la mắng con riêng của vợ. Chỉ khi có chuyện gì giữa các con, anh mới đứng ra phân xử một cách công bằng. Và giờ đây, hiện nay cặp đôi đang hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.